Wow, trước mắt anh em là chiếc Lincoln Navigator 2021 cá voi Mỹ thế hệ thứ 5. Trải qua 4 thế hệ, Navigator đã tạo được những thành tích ấn tượng dù phải đối đầu với những tên tuổi lớn như Escalade Cadillac, Mercedes-Benz GLS hay Land Rover Range Rover. Trong một cuộc họp mặt báo mới đây, Lincoln đã tự hào thông báo 66% doanh số của Navigator đến từ những khách hàng của các đối thủ. Do đó, động thái ra mắt Navigator thế hệ thứ 5 là mục đích giữ chân khách hàng của các thương hiệu xe cao cấp. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, Lincoln Navigator thế hệ 2021 sẽ có 4 phiên bản bao gồm bản tiêu chuẩn, tùy chọn, Select, Reserve và bản cao cấp nhất là Black Label. Giá khởi điểm cho Navigator thế hệ thứ 5 rơi vào khoảng 73.205. Những điểm nổi bật của Lincoln Navigator 2021 so với bản tiền nhiệm: bổ sung 3 màu sắc ngoại thất Pristine White, Ceramic Pearl và Infinity Black với công nghệ Co-Pilot 360 của Lincoln, được bổ sung thêm đèn pha tự động chiếu xa hỗ trợ va chạm, cảnh báo điểm mù nè, phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước, bổ sung công nghệ Phone as a Key giúp khởi động khóa mở xe mà không cần chìa khóa truyền thống trong túi. Bản thấp nhất đã được trang bị bật cửa tự động, ghế trước có sưởi và làm mát cùng một số sạc không dây cho điện thoại thông minh. Về ngoại thất, Lincoln Navigator 2021 tạo được ấn tượng mạnh mẽ khi nhìn từ những bên ngoài nhờ sở hữu thân hình đồ sộ với thiết kế tổng thể vuông vức và bề thế đặc trưng của dòng xe Mỹ full size. Cụ thể, xe có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 5m334, 2m383, 1m940. Chắc hẳn khi đứng cạnh mẫu xe này, bất cứ khách hàng nào cũng sẽ cảm thấy mình rất nhỏ bé, nắm giữ linh hồn. Ở phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt ngoài cỡ hình chữ nhật mạ chrome bóng bẩy, bên trong là cấu trúc dạng lưới với vô số họa tiết hình thoi giống với biểu tượng logo Lincoln. Chi tiết logo Lincoln cũng khá nhiều điểm để nói. Khi xe ở trạng thái bình thường, logo chỉ trông như một tấm mạ chrome thông thường. Tuy nhiên, khi chủ nhân xe tiến lại gần, logo ngôi sao sẽ tự động bừng sáng như một lời chào toát lên vẻ đẳng cấp. Ngay cả những chiếc SUV siêu sang cũng chưa có tính năng độc đáo này. Cụm đèn trước của Navigator có thiết kế khá mềm mại, uyển chuyển với hệ thống chiếu sáng LED thích ứng. Khá đáng tiếc khi giải LED định vị chữ S của Navigator lại được cấu từ nhiều hạt LED. Nếu là cấu trúc liền khối sẽ tạo được nhiều hiệu ứng thị giác rất mạnh mẽ. Lướt sang phần hông xe, Lincoln đã khéo léo vay mượn các đường kẻ file line ở sườn xe từ những xe hộp siêu sang như Rolls-Royce và Bentley. Dù độ tỉ mẩn và chi tiết vẫn chưa thể sánh bằng hai ông lớn đến từ Anh Quốc, nhưng đã đủ giúp Navigator xứng tầm xe sang. Mỗi chi tiết không thể bỏ qua ở thân xe chính là bộ vành kích thước 22 inch với sở hữu thiết kế tỏa quạt như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp từ chiếc Boeing. Bên trên là cặp gương chiếu hậu được tích hợp nhiều chức năng như gập chỉnh điện, tự động làm mờ, sấy gương, nhớ vị trí và đèn báo rẽ. Dù thiết kế LED trải dài đuôi xe đã trở nên khá phổ biến, nhưng quả thật cách thiết kế của Lincoln dành cho Navigator 2021 rất ấn tượng. Dải LED được làm rất dày để có thể tương xứng với thân hình to lớn, được nối liền bởi thành chrome to bản. Khá đáng tiếc khi cụm ống xả của Navigator 2021 bị giấu bên dưới gầm xe, nếu được dời lên bên trên, phần đuôi xe sẽ cực kỳ hầm hố và nam tính. Nội thất sẽ được cung cấp bộ ba gói đơn đặc sắc gồm trắng tinh khôi, ngọc trai gốm và đen vô tận để cá nhân hóa tính cách chủ nhân. Navigator 2021 có trục cơ sở lên đến 3m11, do đó ngay cả những hàng ghế thứ ba cũng có chỗ để chân rất là thoải mái. Không những rộng rãi mà khoang cabin của xe còn rất thoáng đãng nhờ chừng xe được tích hợp cửa sổ ngoài trời toàn cảnh.
Đặc biệt, hành khách trên xe sẽ không bị làm phiền bởi những tạp âm bên ngoài nhờ hệ thống kiểm soát tiếng ồn chủ động. Khu vực táp lô xe có thiết kế theo chiều ngang nhằm nhấn mạnh vào bề rộng và navigator đang có. Điểm nhấn chính là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch kết hợp cùng màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch. Những chủ nhân tương lai của navigator sẽ không cần phải bước vào trong xe mới có thể khởi động, đặc biệt là không cần phải mang theo chìa khóa trong túi như các đối thủ. Chỉ cần ngồi ở vị trí mát mẻ và khởi động từ xa thông qua chiếc smartphone. Sau khi hệ thống điều hòa tự động 3 vùng làm mát trong khoang cabin, người dùng có thể bước vào bên trong một cách thoải mái và thư giãn nhất. Làm được điều này là nhờ công nghệ Phone as a Key giúp khởi động chìa khóa, mở khóa xe mà không cần chìa khóa trong túi. Chức năng sẽ được kích hoạt thông qua ứng dụng Lincoln Way và được cài đặt trên chính chiếc smartphone của chủ nhân. Sau khi yên vị, chủ nhân và hành khách sẽ được phục vụ bởi hàng tá tính năng giải trí hiện đại gồm màn hình cảm ứng 10 inch, HD radio, chức năng điều khiển bằng giọng nói sync, sạc không dây, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Wi-Fi, USB, uplink và âm thanh reserve cao cấp gồm 14 loa, ổ cắm sạc điện 12V và 110V. Vận hành xe được trang bị khối động cơ V6 3.5 lít twin turbo sạc. Cỗ máy có này có khả năng sản sinh công suất tối đa 450 mã lực và có moment xoắn cực đại 691 Nm. Đi kèm hộp số tự động 10 cấp rất mượt mà. Nếu là một người thích lái trải nghiệm on-road, off-road, Navigator sẵn sàng cho bạn đáp ứng với những nhu cầu với hệ dẫn động 4 bánh. An toàn của công nghệ Co-Pilot 360 Lincoln được bổ sung, hỗ trợ trước va chạm, phát hiện điểm mù, phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước. Kết luận, bước sang thế hệ thứ 5, Lincoln Navigator 2021 đã vượt ra khỏi giới hạn của một chiếc SUV full size gia đình để trở thành một chiếc SUV hạng sang thực thụ. Giờ đây, khách hàng hoàn toàn có thể tự tin cầm lái Navigator để khẳng định vị thế của mình trước những đối tác lớn. Quý khách có nhu cầu, vui lòng liên hệ số hotline bên dưới. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video clip.